đây là chương trình phát thanh của trung tâm gian quá thể thao và truyền thanh thành phố châu đốc phát trên tần số FM 92,1 MHz. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Gian quá Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc. Hôm nay thứ ba ngày 16 tháng 4 năm 2024. Trong chương trình thời sự hôm nay, sau phần tin có bài thành phố Châu Đốc bứt phá trong thực hiện đề án 06, trước hết kính mời quý vị theo dõi phần tin Nhân dịp chào mừng kỷ niệm 45 năm thành lập phường Châu Phú A, 25 tháng 4, ngày 14 tháng 4, công đoàn cơ sở cơ quan phường Châu Phú A kết hợp đoàn y bác sĩ bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc, hớt tóc miễn phí và tặng quà cho đoàn viên, hội viên, người lao động, người già neo đơn có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Với tinh thần tương thân tương ái, lương y như từ mẫu, phục vụ nhân dân, Đoàn y bác sĩ bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh đã thăm khám bệnh, tư vấn hướng dẫn cách phòng bệnh thường gặp vào mùa hè, cấp phát thuốc và hớt tóc miễn phí cho người dân đến khám bệnh, đồng thời tặng 150 phần quà cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Từ nguồn tài trợ của công ty bất động sản Dạng An Phát và công ty Dạng An Yến, qua đó nhằm thể hiện sự quan tâm của cấp quỹ đảng, chính quyền địa phương và các mạnh thường quân đã chung tay góp sức chăm lo cho những người có hoàn cảnh khó khăn, có điều kiện được chăm sóc sức khỏe, điều trị bệnh. Ngày 14 tháng 4, Công an phường Núi Sam phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an thành phố Châu Đốc tổ chức ra quân phân luồng điều tiết giao thông và phòng chống chèo kéo cao điểm các ngày thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, khu vực Miếu Bà, chủ xứ Núi Sam. Tại buổi ra quân, lực lượng làm nhiệm vụ tổ chức phân luồng điều tiết giao thông trên các tuyến đường Tân Lộ Kiều Lương, Kha Thị Láng, Mai Giang Tạo, Châu Thị Tế và Phạm Giang Bạch, đồng thời xử lý các trường hợp xe mô tô, ô tô đi vào đường cấm, quay đầu xe, dừng đổ không đúng nơi quy định chở quá người quy định, không đội mũ bảo hiểm, nồng độ cồn, các trường hợp chèo kéo hộ kinh doanh, các cá nhân mua bán, cố tình vi phạm lấn chiếm lòng lề đường đô thị kinh doanh dịch vụ ăn uống, bày bán hàng quá gây cản trở giao thông, nhằm tạo cảnh quan đường phố thông thoáng sạch đẹp, đảm bảo mỹ quan đô thị và nâng cao ý thức chấp hành của người dân. Từ đầu năm đến nay, công an phường Núi Sam tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện về an ninh trật tự, tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật về an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông cho các hộ dân đang hành nghề chạy xe ôm. Qua đó cho các cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện, cho các hộ dân đang hành nghề chạy xe ôm làm cam kết nhằm đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông tại khu vực Miếu Bà Chùa Xứ Núi Sam. Qua đó nhằm kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp trèo kéo lấn chiếm vỉa hè duy trì đường thông hệ thoáng theo quy định của pháp luật về quản lý trật tự đô thị góp phần xây dựng nếp sống văn minh trên các tuyến đường tạo môi trường thông thoáng để du khách tham quan mua sắm góp phần thực hiện tốt công tác an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông trước trong và cao điểm lễ hội với bà chúa xứ núi sam năm 2024 tính đến ngày 7 tháng 4 dịch sốt xuất số huyết đang giảm tuy nhiên bệnh tay chân miệng có chiều hướng tăng cụ thể tính từ đầu năm 2024 đến hết tuần 14 từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 7 tháng 4, thành phố Châu Đốc ghi nhận 63 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết. Tính riêng trong tuần 14, toàn thành phố Châu Đốc ghi nhận 2 ca bệnh sốt xuất huyết, so với tuần trước không tăng giảm, so với cùng kỳ giảm 28 ca. Về tình hình dịch bệnh tại chân miệng, tính từ đầu năm 2024 đến hết tuần 14, toàn thành phố ghi nhận 15 trường hợp mắc bệnh tại chân miệng. Tính riêng tuần 14, thành phố không ghi nhận thêm ca bệnh, so với cùng kỳ tăng 11 ca tay chân miệng. Để phòng bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết, Người dân cần tiếp tục thực hiện các biện pháp theo khuyến cáo của ngành y tế. Hiện nay số ca mắc tay chân miệng tăng nhẹ. Theo khuyến cáo phụ huynh đặc biệt lưu ý các dấu hiệu cảnh báo bệnh tay chân miệng trở nặng, cụ thể trẻ sốt trên 38,5 độ C kéo dài hơn 48 giờ và không đáp ứng với thuốc hạ sốt. Cha mẹ chú ý quan sát xem tần suất giật mình có tăng theo thời gian hay không. Trẻ có thể quấy khóc nhiều, quấy khóc cả đêm không ngủ, trẻ cứ ngủ khoảng 15 đến 20 phút lại dậy quấy khóc, khoảng 15 đến 20 phút rồi lại ngủ tiếp một số dấu hiệu khác như khó thở, nôn nhiều, nôn khang, khó nuốt, yếu chân tay, đi loạn chọn. Các bác sĩ khuyến cáo nếu trẻ có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, cha mẹ cần đưa trẻ đến ngay các cơ sở y tế để được xác định mức độ bệnh, đưa ra phát đồ điều trị phù hợp. Cha mẹ không nên tìm hiểu trên mạng rồi tự ý dùng thuốc có thể khiến bệnh của trẻ nặng thêm. Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh An Giang vừa ban hành kế hoạch số 43 trên KHBCD TUATTB ngày 3 tháng 4 năm 2024 về triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024. Theo đó, mục tiêu của kế hoạch là tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, chính xác kịp thời toàn diện có trách nhiệm, trung thực các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm, đề cao vai trò trách nhiệm của các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm, kịp thời thông tin các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, chất lượng cao, các cơ sở vi phạm tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh an toàn thực phẩm, đẩy mạnh công tác thanh tra kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm, nông lâm thủy sản, kiểm tra giám sát về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, quảng cáo thực phẩm, nêu cao vai trò của chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và sự giám sát của người tiêu dùng đối với việc tuân thủ pháp luật về an toàn thực phẩm, đối với các cá nhân, cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, giải quyết kịp thời các sự cố mất an toàn thực phẩm, củng cố niềm tin của người dân, giúp phát triển thị trường trong nước xuất khẩu tăng cường xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm và giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn. Chủ đề tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024 được chọn là tiếp tục bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm trong tình hình mới. Thời gian thực hiện kế hoạch là ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5 năm 2024. Phạm vi triển khai trên phạm vi toàn tỉnh An Giang. Các cơ quan đơn vị địa phương cần tuyên truyền vận động, hướng dẫn cách sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn, điều kiện vệ sinh cơ sở trang thiết bị dụng cụ sơ chế chế biến thực phẩm, vệ sinh cá nhân trong việc phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm. Tuyên truyền phổ biến tăng cường nhận thức, làm rõ trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật. Đưa tin về hoạt động triển khai, thắng hành động trên các phương tiện thông tin đại chúng. Quỹ ban nhân dân các quyện thị thành căn cứ kế hoạch triển khai tháng hành động năm 2024 và các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế, các bộ ngành liên quan, chỉ đạo của Quỹ ban dân tỉnh, Sở Y tế chỉ đạo trung tâm y tế các quyện thị thành tham mưu cho ủy ban nhân dân quyện thị thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện tốt các hoạt động hưởng ứng tháng hành động tại địa phương phối hợp với các ban ngành liên quan tăng cường tuyên truyền phổ biến các quy định bảo đảm an toàn thực phẩm cho tất cả các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm đặc biệt trong tháng hành động năm nay tập trung tuyên truyền với chủ đề tiếp tục bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm trong tình hình mới mùa hè đang đến gần đây là thời điểm thường xảy ra các vụ tai nạn đuối nước thương tâm để hạn chế các vụ đuối nước xảy ra trên địa bàn thời gian qua thành phố châu đốc đã chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về phòng tránh tai nạn đuối nước ở trẻ em và tổ chức các lớp dạy bơi trang bị kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ để phòng chống đuối nước cho trẻ em việc đầu tiên và quan trọng nhất là dạy trẻ biết bơi nhiều phụ huynh chọn dịp hè để cho con em đi học bơi đây cũng là sân chơi bổ ích lành mạnh dành cho trẻ em trong dịp hè và các em không chỉ được vui chơi, tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe mà còn được trang bị các kỹ năng để tự cứu mình. Để hạn chế đến mức thấp nhất trẻ em bị tử vong do đuối nước, cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các ngành chức năng, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, gia đình và nhà trường trong việc xây dựng một môi trường an toàn cho trẻ. Trong đó, giải pháp tốt nhất để giảm thiểu tình trạng đuối nước ở trẻ em là phải dạy trẻ kỹ năng bơi lội ngay từ nhỏ, hướng dẫn trẻ các nguyên tắc an toàn trong môi trường nước và xử lý tình huống đuối nước. Đặc biệt cha mẹ cần chủ động hơn trong việc quản lý và đảm bảo môi trường vui chơi an toàn cho trẻ, đồng thời giáo dục nâng cao nhận thức cho trẻ để tránh xa những nơi nguy hiểm. Thời gian qua thành phố Châu Đốc cũng tăng cường chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công tác quản lý, nâng cao vai trò trách nhiệm trong việc ra soát các khu vực tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước để xây dựng rào chắn, đặc biển cảnh báo, thường xuyên tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng chống tai nạn thương tích trẻ em Do đó, ngoài sự vào cuộc tích cực của các cấp ngành địa phương, nhà trường, các gia đình cần thường xuyên quan tâm và nhắc nhở con em nâng cao ý thức, tự bảo vệ bản thân trước nguy cơ đuối nước. Trong những năm qua, nhờ điều kiện vay vốn và sử dụng nguồn vốn từ ngân hàng chính sách xã hội đúng mục đích, có hiệu quả, đã góp phần giúp cho nhiều hội viên phụ nữ ở phường Vĩnh Mỹ thoát nghèo bền vững, cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc. Cùng với việc khai thác nguồn lực từ các chương trình, đề án nhằm hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Vĩnh Mỹ đã làm tốt công tác quỹ thác cho dài hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác thông qua các ngân hàng, qua đó tạo điều kiện và cơ hội để người nghèo tiếp cận với các nguồn vốn ưu đãi của nhà nước, tiếp cận với khoa học kỹ thuật, cách thức làm ăn, chủ động dương lên thoát nghèo ổn định cuộc sống. Năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Vĩnh Mỹ phối hợp cùng Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố giải ngân 42 hồ sơ, tổng số tiền là trên 1,3 tỷ đồng. Hiện tổng dư nợ trên 13 tỷ đồng giới thiệu 4 hội viên gia vốn ngân hàng chính sách xã hội với số tiền 150 triệu đồng để mua bán phát triển kinh tế gia đình ổn định cuộc sống. Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh giải ngân quỹ châu Á cho 5 chị hội viên có hoàn cảnh khó khăn để mua bán nhỏ, cải thiện kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống. Từ nguồn vốn dài ưu đại đó đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế cho thu nhập cho các chị em hội viên, tạo việc làm cho nhiều lao động ở địa phương. Thông qua nguồn vốn ưu đãi, hội liên hiệp phụ nữ phương dẫn mỹ đã phát huy được vai trò trong việc tạo điều kiện hỗ trợ cho chị em nhất là hộ gia đình phụ nữ nghèo có cơ hội tiếp cận trực tiếp với nguồn vốn dài thuận lợi giúp chị em phát huy được tính tự chủ trong việc phát triển kinh tế xây dựng gia đình hạnh phúc góp phần thúc đẩy các phong trào hoạt động của tổ chức hội trước tình hình bệnh dạy trên chó mèo và trên người đang diễn biến phức tạp ở các tỉnh thành trên cả nước nhất là thời tiết đang ở cao điểm nắng nóng như hiện nay chính là điều kiện thuận lợi phát sinh bệnh dạy sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh an giang chỉ đạo ngành chăn nuôi thú y tăng cường công tác giám sát quản lý chặt chẽ đàn chó mèo hiện có trong dân và chủ động phối hợp hỗ trợ các địa phương trên địa bàn tỉnh thúc đẩy việc tiêm phòng vaccine dạy cho vật nuôi bảo vệ sức khỏe cộng đồng hiện ngành thú y đang tổ chức tiêm phòng vaccine dạy cho chó mèo đồng thời hướng dẫn bà con nhận diện các dấu hiệu chó mèo nhiễm bệnh dạy để cảnh báo xử lý phù hợp và đúng quy định nhằm giảm đến mức thấp nhất trường hợp chó mèo nhiễm dại, cắn hoặc cào xước, truyền virus dạy cho người. Cùng với thực hiện nghiêm các công điện văn bản chỉ đạo về phòng chống bệnh dại của Trung ương, thì Quỹ ban nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định về tăng cường các biện pháp phòng chống dại trên chó mèo đến năm 2030 với các quy định cụ thể như nuôi chó mèo, phải có nguồn gốc rõ ràng, tuyệt đối không đưa chó mèo từ dùng có bệnh dại về nuôi. Nuôi chó mèo phải đăng ký với chính quyền địa phương và phải chấp hành tiêm vaccine dạy cho chó mèo một lần một năm. Đặc biệt, trên chó sinh sản phải được tiêm vaccine dạy để bảo hộ bệnh dạy cho chó con. Khi bị chó mèo cắn, phải đến ngay cơ quan y tế để được bác sĩ tư vấn và điều trị dự phòng. Tuyệt đối không sử dụng thuốc đông y hoặc các loại thuốc khác không theo quy định của ngành y tế. Trong năm 2023, cả nước có 82 người tử vong do nhiễm bệnh dạy và tính từ đầu năm 2024 đến nay đã có 19 người. Quan ngại nhất là hiện diễn biến bệnh dạy trên đàn chó có xu hướng tăng đang là mối nguy cơ rất lớn đến sức khỏe của cộng đồng. Qua hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Xã Dinh Tế, nhiệm kỳ 2020-2025, về mặt công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đảng quỹ xã có 187 đảng viên, 11 chi bộ trực thuộc, trong đó có 4 chi bộ ấp. Thời gian qua, đảng quỹ xã nỗ lực phấn đấu, xây dựng đạt 100% chi bộ ấp đạt trong sạch vững mạnh. Đã góp phần cho bộ mặt nông thôn mới nâng cao trên địa bàn các ấp thay đổi rõ rệt, đời sống vật chất tinh thần của người dân trong ấp được nâng lên. Việc quan thiện kết cấu hạ tầng giao thông đã góp phần rất lớn tạo sự thông thoáng cho việc đi lại, giao thương hàng hóa của bà con trong ấp. Trong công tác tuyên truyền vận động, các chi bộ ấp đã triển khai đến 100% đảng viên thông qua cuộc họp của chi bộ, đồng thời triển khai rộng khắp trong hệ thống chính trị ấp và nhân dân thông qua các buổi sinh hoạt lệ kỳ hàng tháng tại tổ nhân dân tự quản. Qua đó chi bộ ấp đã nhận được sự đồng tình, đồng thuận, hưởng ứng cao của cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân về chủ trương của đảng và nhà nước. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Thành phố Châu Đốc phát trên tần số FM 92,1 MHz. Thưa quý vị, với ý nghĩa lớn, ngay sau khi được triển khai trên địa bàn thành phố Châu Đốc, đề án 06 – phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030, đã nhận được sự quan tâm của cấp quỹ chính quyền các cấp, là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo đề án 06 thành phố, lực lượng công an thành phố Châu Đốc, giao cuộc quyết liệt làm việc không quản ngày đêm. Sau 2 năm triển khai, thành phố Châu Đốc đạt được nhiều kết quả nổi bật, tạo tiền đề xây dựng chính phủ số, xã hội số và công dân số để công tác triển khai đề án 06 khoa học hoàn thành đúng tiến độ. Thành phố Châu Đốc thành lập ban chỉ đạo đề án 06 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố làm trưởng ban, đồng chí trưởng công an thành phố làm phó trưởng ban thường trực và thành lập 7 tổ công tác đề án 06 tại các phường xã, 52 tổ công nghệ số cộng đồng. Công an thành phố Châu Đốc tích cực chủ động nắm bắt tiến độ tại các cơ quan đơn vị địa phương, kịp thời tham mưu triển khai các nội dung liên quan theo chỉ đạo của tổ công tác chính phủ và Bộ Công an ban hành nhiều công điện, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về công tác làm sạch dữ liệu dân cư, đảm bảo đúng đủ sạch sống, phối hợp với các ban ngành địa phương tháo gỡ nhiều khó khăn vướng mắt phát sinh, giải quyết chức điểm những nhiệm vụ còn tồn động. Sau 2 năm triển khai công cuộc chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Châu Đốc, đã có những bước chuyển biến nhất định. Tỷ lệ người dân đủ điều kiện, tiêu chuẩn được cấp căn cứ công dân gắn chip đạt 100%. Tỷ lệ người dân trên 14 tuổi đăng ký tài khoản định danh điện tử, người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử đạt trên 86%. Trong quý 1 năm 2024, hoàn thiện hồ sơ căn cứ công dân, truyền dữ liệu về C06, 1.566 hồ sơ, thu nhận 2.231 hồ sơ định danh điện tử. Tính đến nay, thu nhận 93.643 hồ sơ, kích hoạt định danh điện tử mức 1, mức 2, 77.009 hồ sơ, đối với lĩnh vực dịch vụ công trực tuyến, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng mang lại lợi ích lớn cho người dân và doanh nghiệp. Công an thành phố thường xuyên có văn bản chỉ đạo hướng dẫn đôn đốc việc triển khai dịch vụ công trực tuyến tại các đơn vị trực thuộc. Chỉ đạo bộ phận tiếp nhận thực hiện phân luồng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp và trực tuyến nhằm hướng dẫn hỗ trợ công dân nâng cao tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến. Tính đến ngày 7 tháng 3 năm 2024, cổng dịch vụ công trực tuyến cung cấp tổng số 538 dịch vụ trong đó mức độ 3 119 dịch vụ, mức 4 157 dịch vụ, để mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính, nhất là công tác cải cách thủ tục hành chính, để mạnh thực hiện việc tiếp nhận số quá hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đầu vào, để mạnh việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến một phần và toàn trình mức độ 3-4 và hồ sơ thanh toán trực tuyến đảm bảo đạt tỷ lệ theo quy định năm 2024, chính phủ xác định là năm hoàn thiện hạ tầng công nghệ số quá kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ xây dựng chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, công dân số. Các quỹ chính quyền các cấp trong thành phố đã và đăng tiếp tục giao cuộc thực hiện đề án 06 với quyết tâm cao nhất, xây dựng kết nối chia sẻ thành công, dữ liệu giữa các ngành địa phương, khai thác sử dụng hiệu quả, phục vụ người dân doanh nghiệp và góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Với nền tảng vững chắc đó, các nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ của đề án 06 trên địa bàn thành phố chắc chắn sớm hoàn thành, đáp ứng tối đa nhu cầu của người dân và doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số quốc gia, hướng tới xây dựng chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, bảo đảm thực chất, hiệu quả và bền vững. Quý vị và các bạn vừa nghe bài Thành phố Châu Đốc bứt phá trong thực hiện đề án 06. Thưa quý vị, những năm qua, tệ nạn ma túy ở Việt Nam nói chung và thành phố Châu Đốc nói riêng vẫn diễn biến hết sức phức tạp và có xu hướng gia tăng cùng với việc xuất hiện nhiều loại ma túy mới như heroin, cần sa, ma túy đá, thuốc lắc, bóng cười, viên ma túy tổng hợp được đối tượng buôn bán ngụy trang một cách tinh vi, lôi kéo người sử dụng dẫn đến nghiện ngập. Đáng báo động, đối tượng sử dụng ma túy tập trung ở độ tuổi thanh niên, thậm chí đã bắt đầu trẻ quá đến tuổi vị thành niên và học sinh những kẻ buôn bán ma túy thường dụ dỗ các đối tượng học sinh sinh viên bằng cách cho hút không mất tiền. Khi đã nghiện thì các em sẽ trở thành công cụ để chúng kiếm tiền đưa vào con đường trộm cắp, cướp giật, mua bán ma túy. Vấn nạn này trở thành một hiểm quả lớn đối với toàn xã hội, đe dọa trực tiếp tới cuộc sống của mỗi con người, cộng đồng xã hội. Qua tìm hiểu, một số em có quan niệm sai lầm cho rằng chơi thuốc lắc hay ma túy đá, ma túy cỏ chỉ gây hưng phấn tức thời nhằm giải trí cho vui chứ hoàn toàn không gây nghiện các em sử dụng ma túy đá ma túy cỏ để vui chơi hết mình chứng tỏ đẳng cấp mà không biết rằng nó có sức tàn phá ghê gớm đến sức khỏe gây ảnh hưởng xấu đến xã hội chém giết người vô cớ quan tưởng mất kiểm soát hành vi của mình nặng hơn sẽ mắc bệnh tâm thần suy kiệt thể chất và suy giảm khả năng tình dục dẫn đến vô sinh các cơ quan nội tạng sẽ nhanh chóng suy yếu kiệt quệ nó tàn phá hệ thống dây thần kinh quý hoại não bộ gấp nhiều lần so với thuốc lắc hiện nay có nơi sự phối hợp giáo dục của gia đình, nhà trường, xã hội chưa thực sự chặt chẽ, cùng với môi trường xã hội nhiều cám dỗ, đã dẫn đến tình trạng thanh thiếu niên có những hành vi vi phạm pháp luật ngày càng gia tăng về tinh chất, mức độ, quy mô, xu hướng trẻ hóa ngày càng phức tạp, đáng lo ngại. Đặc biệt là tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, phương thức thủ đoạn của tội phạm về ma túy ngày càng tinh vi, xảo quyệt và manh động có tính chất liên kết giữa các địa bàn trong tỉnh, liên tỉnh, xuyên quốc gia và với các loại tội phạm khác. Bên cạnh đó, tình trạng sử dụng trái phép chất ma túy không có chiều hướng giảm mà còn gia tăng, lan rộng ra tất cả các địa phương đối tượng sử dụng ma túy, đa phần là lứa tuổi thanh thiếu niên. Năm 2024, thành đoàn Châu Đốc tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh thiếu niên và người dân nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, đề cao cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, có thức phòng ngừa và tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phát huy vai trò nồng cốt của đoàn viên thanh niên trong tổ tự quản về an ninh trật tự, thường xuyên tổ chức tuần tra kiểm soát, nắm tình hình có liên quan đến an ninh trật tự, bảo vệ tài sản của người dân, kịp thời phát hiện ngăn chặn tội phạm, tệ nạn xã hội phát sinh. Cùng với đó, mô hình tăng cường công tác quản lý giáo dục thanh thiếu niên, tập hợp vận động thanh thiếu niên tham gia các sân chơi lành mạnh tránh xa tội phạm tệ nạn xã hội đặc biệt là ma túy từ đó vận động thanh niên tham gia hỗ trợ tổ hòa giải ở địa phương qua đó kịp thời phát hiện và hòa giải các vụ việc mâu thuẫn tranh chấp trong nhân dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa hạn chế vi phạm pháp luật đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng khu dân cư bên cạnh đó đẩy mạnh công tác phối hợp cảm hóa giúp đỡ giáo dục thanh thiếu niên sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng bằng các hình thức như phối hợp tư vấn giới thiệu việc làm hỗ trợ lập nghiệp tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên hoàn lương trở về tái hòa nhập cộng đồng và dương lên trong cuộc sống tiếp tục phối hợp theo dõi quản lý giúp đỡ thanh niên sau cai tái hòa nhập cộng đồng tổ chức các hoạt động phù hợp cho thanh niên sau cai nghiện tham gia dân động họ tham gia các hoạt động tuyên truyền về ma túy của đoàn hội tổ chức cho đoàn viên thanh niên tại các đơn vị thăm tặng quà cho học viên cai nghiện tại các trung tâm cai nghiện tập trung trên địa bàn thành phố để nói không với ma túy và các tệ nạn xã hội các em học sinh, các bạn, đoàn viên thanh niên cần ngoan ngoãn, dâng lời ông bà cha mẹ, thầy cô giáo, thi đua chăm chỉ học hành tiến bộ, tuyệt đối không tò mò, không thử ma túy dù chỉ một lần, không tham gia sử dụng, dần chuyển mua bán, tăng trữ trái phép chất ma túy. khi phát hiện người có liên quan đến ma túy, cần báo ngay cho cha mẹ, thầy cô giáo để có biện pháp kịp thời ngăn chặn. đề cao cảnh giác tránh bị đối tượng xấu rủ rê, lôi kéo vào các việc làm phạm pháp, kể cả việc sử dụng và buôn bán ma túy có thức phát hiện những đối tượng có biểu hiện nghi vấn dụ dỗ các bạn học sinh sử dụng ma túy hoặc lôi kéo học sinh vào hoạt động vận chuyển mua bán ma túy báo cáo kịp thời cho cha mẹ hoặc thầy cô giáo tìm hiểu kỹ năng đối phó với các cảm xúc tiêu cực buồn chán thất vọng các tình huống nguy cơ dẫn đến sử dụng ma túy tuyên truyền vận động cho mọi người cùng phòng tránh ma túy công tác phòng chống ma túy và tài nạn xã hội chưa bao giờ là điều dễ dàng Tuy vậy, các cơ quan đơn vị chức năng từ thành phố tới cơ sở và mỗi người dân thành phố Châu Đốc cần nỗ lực với tinh thần cao nhất để xuất hiện ngày càng nhiều các khu dân cư, tổ dân phố, cơ quan đơn vị, trường học an toàn, không có tệ nạn xã hội. Trên thực tế, vì nhiều nguyên nhân khác nhau, công tác phối hợp tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho thanh thiếu niên về tác hại của ma túy và công tác phòng chống ma túy ở một số nơi tại thành phố Châu Đốc vẫn còn hạn chế. Trong khi đó, tình hình tội phạm và tai nạn xã hội ngày càng diễn biến phức tạp, gây ra những khó khăn, thách thức đối với công tác tuyên truyền phòng chống tai nạn ma túy. Đặc biệt với đặc điểm tâm lý lứa tuổi ở giai đoạn này, khả năng phân biệt và nhận thức đúng sai hợp lý và không hợp lý với lứa tuổi của người chưa thành niên còn rất hạn chế. Công tác tuyên truyền phòng chống ma túy cho thanh thiếu niên trên địa bàn thành phố Châu Đốc thời gian qua đã được chỉ đạo triển khai đa dạng quá với nhiều nội dung hình thức khác nhau, thu hút đông đảo thanh thiếu niên tham gia. Thời gian tới, Ban Thường vụ Thành đoàn Châu Đốc tiếp tục triển khai tổ chức hỗ trợ giúp đỡ thanh niên chậm tiến, trong đó có thanh niên nghiện ma túy, duy trì quỹ hỗ trợ thanh niên yếu thế, duy trì hiệu quả hoạt động của các mô hình đoàn thanh niên tham gia tuyên truyền phòng chống ma túy, như địa bàn không ma túy, bạn giúp bạn, đội thanh niên tình nguyện thắp sáng niềm tin, đội thanh niên xung kích giữ gìn an ninh khu dân cư, tuổi trẻ thành phố Châu Đốc quyết tâm nói không với ma túy và các tệ nạn xã hội. Quý vị và các bạn giữa nghe bài tuổi trẻ châu đốc nói không với ma túy và các tệ nạn xã hội. Thưa quý vị, trong những năm qua, bằng những việc làm cụ thể thiết thực trong việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã tạo động lực mạnh mẽ, động viên cán bộ hội viên cựu chiến binh xã Vĩnh Tế, phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia các phong trào xây dựng địa phương và chăm lo cho hội viên đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Hội cựu chiến binh xã dinh tế xác định đây là việc làm thường xuyên liên tục, gắn giới thực hiện nhiệm vụ chính trị của hội. Ban thường vụ hội cựu chiến binh xã tổ chức và chỉ đạo các chi hội quán triệt, triển khai sâu rộng trong cán bộ hội viên, gắn giới thực hiện cuộc vận động phong trào thi đua do Trung ương, địa phương và các cấp hội phát động. Hàng năm, 100% hội viên tham gia học tập các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh mỗi hội viên cựu chiến binh tích cực động viên người thân gia đình gương mẫu thực hiện tốt các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang xây dựng ấp văn hóa gia đình văn hóa giáo dục con em trong gia đình nói không với tệ nạn xã hội việc học tập theo bác là việc làm thường xuyên gắn với những việc làm cụ thể thiết thực trong đó việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế nâng cao đời sống hội viên là một trong những nội dung quan trọng trong học tập làm theo bác để giúp hội viên ổn định đời sống, trước hết phải giúp họ được chăm sóc sức khỏe tốt, bởi có sức khỏe tốt mới có thể phát triển kinh tế gia đình. Học tập và làm theo bác, hội viên phát huy tinh thần tương trợ nhau trong cuộc sống như hỗ trợ bảo hiểm y tế cho hội viên cụ chiến binh có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trong cán bộ hội viên đạt 100%. Để có được kết quả này, hội cụ chiến binh xã đã tăng cường tuyên truyền, thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của hội viên tham gia bảo hiểm y tế. Điển hình như chi hội ấp cây châm có 30 trên 30 hội viên tham gia mua bảo hiểm y tế. Ngoài việc vận động hội viên tham gia bảo hiểm y tế, chi hội còn tham gia vận động nhân dân mua bảo hiểm y tế. Trong 5 năm qua, chi hội đã vận động nhân dân tham gia mua mới và đáo hạn được 1.510 thẻ bảo hiểm y tế. Thực hiện lời dạy của bác, Hội cựu chiến binh xã Dĩnh Tế luôn phát huy tinh thần đoàn kết, chia sẻ trong lúc khó khăn. Cùng bản tính luôn cần cù sáng tạo, nêu cao ý chí, vượt qua mọi khó khăn thử thách. Trong nhiệm kỳ qua, Hội cựu chiến binh xã đã thường xuyên cung cấp thông tin, hướng dẫn kịp thời cho cán bộ hội viên, nắm bắt được những ưu đãi hỗ trợ về vốn cho 26 hội viên dài với số tiền 415 triệu đồng từ ngân hàng chính sách xã hội, hỗ trợ việc làm thông qua việc hướng dẫn chỉ đạo của các cấp hội, hoạt động của tổ tiết kiệm gia vốn giúp cho cựu chiến binh gia được các nguồn vốn ưu đãi sử dụng vào sản xuất kinh doanh, làm kinh tế có hiệu quả, đến nay không còn hội viên nghèo và cận nghèo. Ngoài việc chăm lo cho hội viên, hội còn tích cực tham gia xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, tham gia mô hình đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông. Hàng năm, 100% hội viên đều được công nhận cựu chiến binh gương mẫu, hội cựu chứng binh của xã được công nhận trong sạch vững mạnh. Thời gian tới, hội cựu chiến binh xã Định Tế tiếp tục tích cực hơn nữa trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phát huy phẩm chất bộ đội cụ Hồ, góp phần xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp văn minh. Quý vị và các bạn vừa nghe bài Hội cụ chứng binh xã Dĩnh Tế học tập và làm theo gương bác. Thưa quý vị và các bạn, nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình phát thanh hôm nay của Trung tâm văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái, kính chào!